sữa anh chà liên tục đó, anh chà qua chà lại chà tới chà lui chà 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 đó 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 đó, nó sẽ lò qua đây mình vừa kéo qua thôi. Trời ơi, cô gái thật là đảm đang. Trời ơi, nghe sữa nhà má dạ mai không mà nấu ăn chứ không biết sửa điện hay là làm gì hết. Ồ hay á. Đó mà đó. Hay á. Đây là game show phản ứng bất ngờ phát sóng lúc 20h35 phút thứ tư hàng tuần trên HTV7, bắt đầu từ ngày 3 tháng 4 2019. Mọi người anh đang ơi, giới thiệu sống. Anh có nút vàng trên khư dừa. Anh có nhiều nút lắm. Có nút nào mà mình nhấn vô cái là đường sụp nó qua bên em nhiều hơn không? Em đứng vô trong vậy vô thôi. Trời ơi, em hot lắm trời. Tính ra em là một hot YouTube. Hiện tại em sở hữu là 150 sụp. 150. Hủy kênh mẹ nó đi. Trong đó hủy kênh đi. Trong đó là má em, chị em, anh em, bố em sụp hết rồi. Là mỗi người 10 sụp đúng không? Không ai biết em luôn. Tao không em nói phim trường này thêm được 50 sụp nữa nè. Đó, ekip nè, đậu cụ đó. Em năng nỉ, em cho tiền người ta không sụp luôn. Chắc ta không có yêu thích kênh mình. Mọi người không thích em. À, con nghiệp. Đây, đây là mọi người đang set game. Đây là cái game coi ai đứng bàn xoay. Đó, đây là cái Goro. Đây bàn xoay, em không có hả? Dạ không, kia. Xíu nữa em sẽ chọn. Lon chọn nghe, phải diễn nha. Xíu nữa em sẽ chơi cái chiến thuật là tự xoay trong đây. Ờ, thôi đừng có xoay, sao vậy, chống mặt thiệt đó. Không. Em xong chống mặt không, thiệt không? Để mà, đó là chiến xù thuật đầu của à? Em. Dạ. Em tham gia show nhiều chưa? Dạ rồi. À, tham gia bên Điền Quân cũng nhiều phải không? Điền Quân thì đây là số đầu tiên em chơi của Điền Quân. Dạ hả? Ủa em chơi thằng Đấu Qua Từ chưa? Dạ chưa. Để anh nói mấy bạn mời em chơi cho thằng Đấu Qua Từ. Đây là cái Google đó, các bạn sẽ đứng ở đây để xoay đó. Nếu mà trong ba cái ô này chỉ có một người có cái bàn xoay thôi. Ủa mà làm việc em là gọi cho em luôn hay là có quản lý? Dạ có bạn trợ lý. Có anh trợ lý cho em hả? Đó anh xin số đi. Để anh gọi mời mấy show với phim nữa anh chơi. Huy là quá quen mặt rồi. Em cứ sụp kinh của bé này luôn á, bé này không sụp em. Phải sụp qua lại chứ. Em nghe biết bao nhiêu bài của anh rồi. Ý là em không sụp kênh của anh. Kênh YouTube của anh á. Anh mới có kênh hả? Có kênh. Anh mới có kênh. Anh mới có kênh. Không mấy năm. Không mấy tuổi mà có kênh YouTube. Ok. 150 sub rồi. Ừ anh không post gì ngoài anh hết trơn á. Mà như hát giọng thích anh lắm. Không ai sụp. Chưa kỳ vậy. Nè Thương Dừa 1 triệu sub. À anh Thương Dừa là anh này à? Đúng rồi, sao vậy nè, dễ lắm. Dạ. Đây là đây là mình post lên YouTube của anh đúng không? Mình BA đi. Mọi người ơi nhớ search YouTube cái chữ Ngô Kiến Huy á, mọi người đừng search anh Khương Dừa nữa. Dạ, cho còn YouTube của chỗ này là cho Nì Ngô nha mọi người. Nhớ follow nha. Mọi người ơi, con Sam chưa tập kênh YouTube nha, mọi người hãy chuẩn bị chờ đón Sam trong tương lai nha. Còn đây là Sam chưa có kênh. À đây chịu sập rồi, khỏi con follow. 4 triệu sập rồi. Thí dụ là mấy bé là sập kênh này rồi nhớ bố thí em mà giờ có sập khác. Lâu lâu người ta lên tôi nhắc tên mấy anh em rồi chơi game show chung để mấy anh tăng sập. Bên đây là Khánh. Đây là Khánh. Ê, con bé này nhiêu năm cũng 10 triệu sập nè. Khánh là nhiêu kênh, Khánh nhiêu sập đây? Dạ, em mới có gần 500. À, 500. Wow. Anh làm phim mau lên mà. Dạ. Làm phim mau lên lắm. Chỉ 50 rồi. 50 người. Ôi vậy hả? 10 triệu. Đây là khán giả. Đây là các bạn khán giả. Cái gì ạ? Kèo mút, kèo mút. Đây là các bạn khán giả của Phong Lý Bất Tài. Đó. Kèo, kèo, kèo đang hà luôn. Đông dừa mọt bụi cái đường miệng người ta biết, mình cái đường miệng người ta biết. Xong chưa? Mấy bé mini anh bên anh á, giờ đứa nào cũng có kênh cho anh vô nập hồ sơ vô Điền Quân em là phải có kênh. Vui. Từ lúc mà em quay clip này anh Khương vừa quay clip này cho em mới lên được 2 sub. 152 nha mọi người ơi.
hơn cái này rồi. Cái này 10k nữa mới lên 100. Em lấy nước bạc. Sắp nước bạc hả? 10k là bao lâu rồi? Em làm bao lâu cho này? Em làm lâu lắm rồi mà xong rồi cái một nguyên một khoảng thời gian như là 3-4 năm rồi em cũng xài. Em đi làm này nè, em có trợ lý quay cho em. Quay em làm mấy cái content riêng rồi. À, hả? Làm về những cái nó em có content riêng rồi. Khán giả tao cũng thích coi những cái này lắm. Mọi người có mà follow anh Đu Dừa thì mọi người nhớ follow cho này nha, cho này cần support mọi người đó. Rồi. Bây giờ mọi người sẽ bắt đầu chơi game nha mọi người đó. Đây là các bạn ekip sản xuất. Trời ơi, 4 giờ rồi mà chưa quay xong show thứ hai. Đây là cái show phản ứng bất ngờ, là có nghĩa là chúng tôi xin mời đạo diễn Khương Dừa không đam mê danh vọng hãy về bàn mo để quay tiếp. Đây là cái game show mà các bạn sẽ dựa vào khán giả. Bây giờ tôi chỉ phạt 3 người trên kia mặt vô tường. À, còn ba bạn trên kia đó chí thiện như là mầm chuối gì rồi. Quên, mọi người quên kêu lại chứ không gì hết trơn. Mọi người bạn được kế hoạch gì mới không? Cái lò lớn quá. Dám chàng ơi. Rồi, tất cả chuẩn bị. Một lát coi sẽ biết. Bên đây là các bạn quay phim. Chết. Cái này anh nhớ. Máy chạy. Xong rồi anh giúp lựa ra. 3 2 ấy con vừa về bằng cái diễn này. Chào mừng các bạn đến với trò chơi với trò rất dễ thương đến là một dòng trái đất. Giờ đây cái luật chơi chúng tôi dạy sao để tất cả người Minh Hòa. Đây, bạn đạo diễn của mình vừa đây. Xin mời bé Minh Hòa. Đây khu vực đạo diễn của Phương Dừa. Phương Dừa sẽ ngồi đây. Dạ. Tận vô dưới ơi. Bị cắt đầu anh dưới ơi. Tắt cái đầu rồi. Rồi ok rồi. Okay. Chạy chạy okay. Xíu lên dưới rồi. Đúng rồi đúng rồi. À đúng rồi. Đó là đúng rồi. Bên kia đúng rồi, bên ngược lại đúng không? Ừ. Chương trình này mình có 8 cái máy quay đó, tất cả các máy quay sẽ được chiếu hình về vị trí bạn đạo diễn để đạo diễn chọn hình. Có 3 cái logo nữa. Đó là 3 người chơi của bộ cuối cùng. Và họ, một trong 3 người họ sẽ đứng lên các bạn xoay. Tự họ sẽ xoay 15 vòng. Đồng nhỏ cho cái đi nào. Đã mất rồi. Còn để Phương Dừa ra ngoài sân khấu để quay cho mọi người coi nha. Mọi người biết cái trò chơi này. À, cái trò chơi này đó là ba bạn sẽ đứng trong ba cái hộp đó và chỉ có một cái ô có cái bàn xoay thôi. Còn các hai ô còn lại thì không có bàn xoay. Thì các bạn sẽ đứng được xoay vòng vòng và khán giả sẽ đón, đội bên đây sẽ đón xem có ai là người có bàn xoay đó. Rồi. Sau đó đậu nhỏ một vòng nữa đáng lên. Rồi, sau đó bước về cái bàn này. Là một hành động rất là nhân văn. Sỏ chỉ vào kim. Đó. Sao kỳ quá hôm nay không vậy? Tập trung vô nè. Có chừng chúng ta. Thế à. Thẳng lên, thẳng lưng lên. Sau đó các bạn sẽ sỏ cái chỉ vào. Có ai nào hết số này luôn. Cảm ơn đồng đội. Bỏ xuống đi bé. Đồng đội ơi. Dạ. Gia đình tự hào về em lắm. Dạ. Em thấy sao? Dạ em thấy vui. Chị cũng thấy vui. Cảm ơn bé Tám nhiều dạ. Nha. Dạ con chào anh chị. Chào, quên chào rồi. Con chào bác Thiện. Cảm ơn đội nhỏ. Đi điều trị đi con. Xuống đây nè. Và bây giờ thì các bạn phải quan sát xem trong 3 chiếc hộp này thì ai là người xoay trên cái bàn tròn này thật. Còn hai bạn còn lại là có thể là diễn nha. Chúng ta phải tinh tế để có thể nhìn ra được cái điểm đó. Ôi cái này khó nhìn lên cái hồi nãy. Cái hồi nãy là vật nó nằm trước mặt. Đâu? Cầm nặng lên mình biết con này xoay mọi người đều diễn. Yeah. Mọi người có thể di chuyển tiến động. Có thể nhìn hình ảnh rung của cái buồng. Hả? Có thể quan sát tất cả mọi người. Mọi người lại ngồi góc ngay trên được không? Hồ có nhiều chiến thuật không sao. Có người sẽ dậm chân tại chỗ. Có người sẽ đứng quay một vòng và không phát tiếng động nào cả. Có người sẽ vừa xoay vừa phát ra âm thanh. Đó là chiến thuật của họ. Các bạn phải dùng sự cảm nhận thôi. Cảm nhận âm thanh. Tâm linh. Cái gì? Ủa sao tâm linh?
Ý là mình không thấy được thì mình phải dùng tâm linh chứ. Tâm linh là chuyện gì khác. Rồi giờ các bạn sẽ bắt đầu chơi nha. Tôi vừa sẽ tiếp tục quay những clip vui vẻ để mọi người theo dõi nha. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Hãy nghiệm bản thân mình.